Mình chào cả nhà nha. Hôm nay bên động cơ đang hà mới về một con máy cày MT-10 1401D nha cả nhà. Hãng của máy là của Mitsubishi MT nha. Xe này nhập bản Nhật mới về nha cả nhà. Mình mua mấy cái máy lớn mà lâu có lạc vào con nhỏ nhỏ nha cả nhà, mini nha. Anh em ai có nhu cầu dùng cái dòng mini này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại bên góc trái mình nha. Đây, một con xe mini cực kỳ nhỏ nha, chỉ được vài tạ thôi nha cả nhà. Đây nó còn mới đến chân này nha, rin từng con ốc luôn nha cả nhà. Lốp lắp em nó rất là mới nha, lốp sau là chạy 6-16 thôi nha cả nhà, mâm rất là nhỏ gọn nha. Trước là 52. Em được mới đến như thế này luôn nha cả nhà, zin nha, báo zin nha. Mitsu này nó đẹp đến như thế này nha, nhỏ nhỏ nhưng mà chạy rất là nhanh nha cả nhà. Đài về mặt đồng hồ dòm như là xe bốc hộp luôn cả nhà nhé. Em được chạy 160 106 giờ nha cả nhà. À 1060 giờ nha. Cô Mai MT10 1401D. Hai cầu. Chạy tua rất là nhanh nha, động cơ ba máy nha. Em nó đẹp đến nhường này luôn nha cả nhà. Nó mới đến cần cái này ấy nha. Với một em xe rất là xuất sắc bên động cơ đang hà bán ra chỉ có giá cực kỳ rẻ luôn như cả nhà. Động cơ ba máy. Chẳng nhà xem đây. Nguyên rin nguyên bản chưa chưa đụng chạm mà. Một cái lấy nha, xem nhập nhật về nha. Về một em Kumiai nha, đây. Anh em ai cần thì liên hệ cho mình qua số điện thoại mình góc trái màn hình, mình trả với giá rất là rẻ nha cả nhá. Lâu lâu mình mới có một con xe mini như thế này thôi nha. Đây, câu đuôi của em nào đây. Cực kỳ sạch sẽ luôn nha. Bên em mới nhập về hôm qua thôi nhá. Ở đây thời tiết nó mưa gió nhiều quá nên mình ít làm được video nha cả nhà. Xe thì về rất là nhiều nhá. Xe về thì rất nhiều nhưng mà mình mưa gió quá nha cả nhà. Đây mình chào bạn một con MT. Anh em nào ai mà sử dụng những công việc nhỏ nhẹ nha cả nhà, cày chỉnh sửa các cái cây công trình cây nhỏ nha. Bình bỏ bình nhật lâu nó hết điện nên mình không để được nha cả nhà. Đây, mình sẽ để, ai có nhu cầu thì cần cái dòng nhỏ này thì mình sẽ để máy nha. Đây nha cả nhà, hôm nay mình mời bạn một cặp xe luôn nha. Đây là một con em Betsy Mefusen nha cả nhà, 1042 nha. Con xe này bên động cơ mình cũng mới nhập về, nhưng mà đây hôm nay trời mưa gió quá nên bên mình cũng làm cái clip để có mà đăng lên nha cả nhà. Đây. Xe mình nhập bản Nhật về nha. Đây, bên sau là mình có sơn giảm xuống hết nha, có hỗ trợ giảm sửa lại dàn áo, con lốc máy thì tất cả mọi thứ đều nguyên rin nha cả nhà. Cái cầu đuôi của em Messi này thì cực kỳ chuẩn luôn cả nhà nha.
Bên trong cứ là bao em nó rín từng con ốc nha cả nhà. Thời tiết mưa dầm quá. Đấy, về máy móc của em này là miệng bằng luôn cả nhà. Em này là số cơ bén cơ toàn bộ nha cả nhà, không có liên quan gì về điện thì cả nhà nha. Rất là đẹp. Một em mệt say nha. Đây, xin những riêng những bạn bên mình cũng hỗ trợ sớm hiện nha. Này, cả nhà xem những cái về phần màu trắng này là mà còn được giữ như thế này thì không gì cái bên trong nha cả nhà. Báo cả nhà là không đụng chạm mở một con ốc nha. Đây. MF1042 nha nha. Bình mình mới mở cái yên ra đi bọc nha nha. Rất là đẹp xuất sắc luôn nha. Mọi thứ đều trên đồng hồ vẫn còn hoạt động bình thường hết nha. Mưa gió quá mình. Cả nhà xem câu đùi nha, nguyên rin nguyên bản nha cả nhà. Rất là đẹp cho một MF Mercuson nha. Cặp lục được của con này là hơi xấu, bên nông cơ đã mua để thay mới nha. Xe bên bãi Nhật về thì lục nó hơi nẻ và hơi xị xẹt tí nha cả nhà. Nhưng mà mình đã mua nguyên cả cặp mâm lục mình thay vào rồi nha. MF1042 nha cả nhà. Bên nông cơ đang hạ giá với giá cực kỳ rẻ nha. Anh em ai thiện chí thì điền cho mình qua số điện thoại bên góc trái màn hình nha. Thôi, thời lượng cũng khá dài rồi. Nông cơ đang hai chúc cả nhà có nhiều sức khỏe nha. Hẹn cả nhà lại trong clip tiếp theo nha.